GDP là gì? Trong video này, mình sẽ giải thích cho các bạn theo cách thật dễ hiểu và tối giản nhất. Giả sử có 3 gia đình là A, B, C. Câu hỏi đặt ra là 3 gia đình này, gia đình nào có kinh tế mạnh nhất? Mà để đánh giá xem gia đình nào có kinh tế mạnh nhất, bạn phải biết được trong một năm, mỗi gia đình sản xuất được nhiều hay ít của cải và quy ra tiền thì nó là bao nhiêu. Vậy thì làm sao để biết một gia đình làm ra bao nhiêu tiền? Số liệu nào cho chúng ta biết điều đó? Thì hãy nhìn vào GDP. GDP chính là số liệu cho chúng ta biết trong một năm mỗi gia đình tạo ra được bao nhiêu của cải, tương ứng với bao nhiêu tiền. Và ở cấp quốc gia cũng vậy, mỗi năm ở quốc gia đó sản xuất được bao nhiêu của cải thì đó là GDP. Vậy nên khi nhìn vào GDP, bạn sẽ biết nền kinh tế của nước đó mạnh hay yếu. Tuy nhiên, các bạn phải nhớ là GDP là tính lượng của cải sản xuất ra trong một nước, chứ không phải lượng của cải của nước đó trong một năm. Nghe có vẻ hơi lằng ngoằng, thì hãy nhìn lại ba gia đình kia. Ví dụ gia đình A, một năm trồng ngô và bán được 300 triệu đã trừ chi phí, người ta gọi GDP của nhà A là 300 triệu. Gia đình B một năm tạo ra GDP là 500 triệu, trong đó trồng ngô được 200 triệu và cho người ngoài thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất bắp rang, đồng thời làm thuê luôn cho họ. Cái nhà máy đó trừ vật liệu thì lãi được 300 triệu, trừ đi nhân công và thuê đất thì người ta còn lời 100 triệu. Tính ra trên đất này tạo ra giá trị 500 triệu, nhưng thực tế nhà B chỉ có tài sản là 400 triệu. Còn gia đình C, GDP 1 năm tạo ra giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Nhưng gia đình C này chỉ cho thuê đất, xây dựng nhà máy và làm thuê cho họ trên chính mảnh đất của mình. Nhà máy tạo ra sản phẩm, bán đi và thu về 1 tỷ sau khi đã trừ nguyên vật liệu mua của nhà khác. Họ trả cho nhà C cả đất và nhân công là 200 triệu, còn 800 triệu họ mang đi. Thế là mang tiếng là tạo ra giá trị lên tới 1 tỷ đồng trên mảnh đất nhà mình. Nhưng thực ra nhà C chỉ nhận được có 200 triệu, còn 800 triệu là của nhà khác. Các bạn thấy, mặc dù nhà A chỉ tạo ra có 300 triệu, nhưng là 300 triệu của họ. Còn nhà C tạo ra tới 1 tỷ, nhưng của cải của họ thực chất chỉ có 200 triệu. Các bạn hiểu là GDP cao không có nghĩa là của cải của một nhà nào đó là nhiều, nó chỉ là của cải tạo ra trên phạm vi đất của nhà đó thôi. Xét phạm vi cả nước cũng vậy, GDP Việt Nam tạo ra không phải của cải của Việt Nam, mà là của cải đã tạo ra trên đất nước Việt Nam. Thế còn của ai thì chúng ta không biết được. Ví dụ như Samsung lãi 10 tỷ đô trên đất Việt Nam, GDP Việt Nam tính cả số tiền này. Nhưng thực tế, 10 tỷ này họ sẽ đem về Hàn Quốc chứ không phải để ở Việt Nam. Thế nên nhìn vào GDP cao, không thể nói rằng nước đó giàu, chỉ có thể khẳng định nước đó đang tạo ra nhiều của cải. Cơ mà tạo ra của cải cho thằng khác thì cũng không ăn thua. GDP của nước nào cao chỉ chứng tỏ nền kinh tế của nước đó đang mạnh bởi vì nó tạo ra nhiều của cải. Vậy thôi. Vậy bây giờ các bạn có thể tự rút ra cho mình một cái định nghĩa về GDP phải không? Nó có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay tổng sản phẩm quốc nội, chỉ đơn giản vậy thôi. Có nhiều bạn thắc mắc rằng trong 3 gia đình A, B, C, làm sao để biết gia đình nào mới thực sự giàu? Mình lại đưa thêm cho các bạn một chút thông tin. Đó là nhà A có một đứa con trai đi xuất khẩu lao động, mỗi năm nó gửi về nhà 500 triệu. Vậy thu nhập của nhà A từ trồng ngô và tiền kiều hối là 800 triệu. Tổng các khoản thu cả trong và ngoài nước thì người ta gọi là GNP. Gia đình B có một đứa con đang đi xây dựng nhà hàng, năm đó nó tiêu hết 200 triệu, vậy thu nhập của nhà B là 400 triệu, mà tiêu mất 200 triệu thì GNP chỉ là 200 triệu. Gia đình C cũng có cậu con trai mang tiền ra ngoài làm ăn, cơ mà chẳng thu về được gì, lại lỗ 100 triệu, thế là ở nhà tạo ra có 200, lại lỗ mất 100, GNP của nhà đó chỉ là 100 triệu. Nhìn vào đây ta thấy của cải của nhà A tạo ra một năm là 800, nhà B là 200 và nhà C là 100. Rõ ràng nhà A giàu hơn hẳn, mặc dù nhìn vào số liệu GDP thì thấy nhà A quá thấp, nhà C lại cao ngất trời khiến thiên hạ trầm trồ. Vậy nên để đánh giá giàu nghèo, chúng ta sẽ tìm đến số liệu GNP. Đây là tổng của cải của một quốc gia trong một năm, bao gồm cả lãi và lỗ ở nước ngoài. Qua video này, hy vọng các bạn đã hiểu rõ bản chất của GNP và GDP. Bạn nào muốn học cách làm video vẽ tay như mình thì hãy xem thử khóa học, mình để link ở phần mô tả nhé. Và nếu nhập mã KTTV khi mua thì bạn sẽ được giảm giá thêm 10% nữa đấy.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.